Mà sao Hê-su trông giận dữ thế này? Nói rõ cho tôi biết đi. Anh biết chủ tịch Ma đẩy cô tôi làm cô ấy bị thương đúng không? Rốt cuộc anh và Du Sê-dân đã làm trò gì? Trong di vật của cô tôi có khăn tay của anh. Khăn tay ư? Rõ thật là. Biết sự thật thì Hê-su sẽ đau lòng lắm đấy. Nói đi. Nên nói hay không đây? Để tôi nói sự thật đó cho. Phó chủ tịch biết sự thật về tai nạn của cô tôi sao? Phó chủ tịch biết cô tôi mất như thế nào và tại ai sao? Khoan đã. Phó chủ tịch Sơ đang làm gì thế? Định rủ nhau cùng chết à? Cậu không còn lý do gì để đe dọa tôi nữa. Nên cứ chờ xem cùng chết hay mình cậu chết. Phó chủ tịch nói đi. Phó chủ tịch biết sự thật cơ mà. Mẹ nói xong thì Hê-su sẽ ghét và hận mẹ hơn đấy. Dẫu là thế thì mẹ vẫn sẽ nói. Lúc cô của con bị chủ tịch đẩy rồi va đầu ở khóm hoa, thì vẫn còn sống. Dạ. Vậy ai đã làm như thế? Là Du Sê-dân, người đã quay video ạ? Hay là Du Ji-ho, người để lại ADN trên khăn tay? Sê-dân tự nguyện nói với chủ tịch Ma rằng sẽ xử lý rồi nhờ Du Ji-ho giúp. Nguyên nhân chính là do lỗi của Sê-dân. Vậy ra nếu hồi đó Du Sê-dân và Du Ji-ho đưa cô tôi vào viện thì có thể cô sẽ sống phải không? Có thể như thế. Chắc cô ấy ấm ức và phẫn nộ lắm. Lý do bây giờ Phó Chủ tịch mới tiết lộ sự thật là gì? Hê-su, mẹ xin lỗi. Mẹ và Du Ji-ho đã thỏa hiệp che giấu tai nạn cô của con. Cô của Hê-su đâu? Đang ở trong xe. Chết rồi à? Vâng. Nghe rõ lời tôi đây. Phải thật lạnh lùng. Tôi chưa biết nên làm thế nào. Cậu phải tìm ra cách. Du Ji-ho, tỉnh táo lên. Sau đó Du Ji-ho đã bịa đặt chuyện, như thể cậu ta gánh tội thay chủ tịch. Chủ tịch Ma sai thư ký An ngụy trang thành một vụ tai nạn bỏ trốn. Chủ tịch Ma có biết Du Sê-dân là thủ phạm thực sự không? Bà ấy vẫn nghĩ là mình. Cô ơi, giờ mẹ không dám nói cả câu xin lỗi nữa, vì mẹ có lỗi với con quá nhiều. Dù biết là trò của Sê-dân, nhưng Phó Chủ tịch chỉ vội vàng che đậy tội lỗi vì lý do cô ta là con gái ruột ư? Là một người mẹ thì lẽ ra không nên làm thế chứ. Mẹ nghĩ vì Sê-dân là con gái ruột nên không thể để con bé thành kẻ sát nhân. Mẹ đã sai quá rồi.
Lẽ ra hồi đó mẹ phải chấn chỉnh ngay, nhưng mẹ lại che giấu chuyện đó, rồi khiến Xê Dân càng đi sai đường hơn. Là lỗi của mẹ, tất cả đều tại mẹ. Mẹ xin lỗi. Bà xưng tội giỏi thật, Sơ Du Kiêng. Giờ bà có hối hận và ăn năn thì cũng không ích gì. Giá như hồi đó các người đưa cô tôi vào viện, tôi không thể tha thứ được. Du Xê Dân, Du Di Hô, Chủ tịch Ma và cả bà nữa, mẹ sẽ không cầu xin con tha thứ đâu. Mẹ đã nghĩ không thể giấu sự thật về tai nạn của cô thêm nữa. Jesus, mẹ đã nghĩ rằng con có ghét và căm hận mẹ thì mẹ cũng không thể làm ngơ trước sự thật thêm nữa. Bà không có tư cách làm mẹ của cả tôi và Xê Dân, con gái giả của bà. Phải. Tội mẹ gây ra, mẹ sẽ trả giá. Dù trước pháp luật hay dư luận, và cả trước con nữa. Bằng cách nào? Bà định ra đầu thú ư? Nếu đến thời điểm hợp lý, trước tiên sẽ tổ chức họp báo. Họp báo ư? Ai cơ? Mẹ Inha sẽ đứng ra tổ chức cuộc họp báo. Mẹ và cô ấy đã quyết định sẽ phanh phui sự thật về tai nạn của cô. Rồi Du Di Hô, Chủ tịch Ma, Xê Dân sẽ phải trả giá. Phải ngăn chuyện đó lại. Nhất định. Nhân vật cao quý sao lại đến nơi tồi tàn thế này? Cô không dọn dẹp à? Sao thế? Lại định đến dọn dẹp à? Hả? Nhìn bụi này, bẩn chết đi được. Anh trở nên đẳng cấp từ khi nào thế? Lúc huy hoàng, bội quên thủa Hàn Vi chứ gì? Làm sao bây giờ? Tôi nghĩ cô đang lùi từ thời huy hoàng về thủa Hàn Vi thì có. Này, đến trong tức ai đấy? Tôi rảnh như thế chắc. Đương đương là chủ tịch tập đoàn Trơn Ha. Nói nhanh rồi biến đi. Bin Sơn Trân và Sơ Du Kiêng đang lên kế hoạch công khai hạ gục cô, tôi và chủ tịch Ma đấy. Kế hoạch gì? Công bố sự thật về vụ cô của Jesus tại cuộc họp báo. Không phải bà, mà Du Xê Dân là thủ phạm thực sự. Du Di Hô và Phó Chủ tịch Sơ che giấu chuyện đó. Phó Chủ tịch Sơ nói với em à? Chắc Phó Chủ tịch cũng không dễ chịu gì đâu. Chắc hẳn bà ấy thấy có lỗi và có tội với em. Hồi đó bà ấy làm thế là vì nghĩ Du Xê Dân là con gái ruột. Về lý trí thì em thông cảm vì chuyện đã qua cả rồi. Nhưng trong lòng lại giận. Em muốn chạy đến bóc cổ Du Xê Dân ngay lập tức. Em hận cả Phó Chủ tịch nữa. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Giải tỏa hết với anh.